Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ livestream cũng như là sẽ trao đổi và chia sẻ cho mọi người biết nhiều hơn về feedback. Feedback là gì và hoạt động của feedback thế nào? Và đây là một cái đề tài mà được rất là nhiều khách hàng nè, kỹ thuật âm thanh nè. Chúng ta đang bàn về vấn đề nhiều thì Thiên Vũ không phải là một kỹ thuật chuyên về âm thanh gì cả, mà hôm nay clip lần này Thiên Vũ không muốn là chia sẻ hay là dám là mình dạy dỗ hay là này nọ với bất kỳ anh em kỹ thuật đi làm nào, mà hôm nay là mình sẽ làm video clip này cùng các bạn khách hàng cũng như là cùng các anh em trong nghề. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về feedback và vấn đề feedback là chống hú á, là ở thị trường hiện nay là bàn về vấn đề rất nhiều. Vậy ai đúng ai sai thì hãy cùng Thiên Vũ đi xem một cái giáo án về lĩnh vực âm thanh. Mà nếu mà các bạn xem video clip này xong, các bạn kỹ thuật nè, khách hàng nè, chúng ta mua âm thanh hoặc là chúng ta làm âm thanh thì chúng ta có thể dựa vào cái chỗ này. Ở đây là một cái giáo trình đã phiên để dịch ra tiếng Việt, cũng có thể mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Còn nếu mà các bạn nào rành hơn, các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn, có những giáo trình ở nước ngoài cũng là một trang web, các bạn cần dịch ra tiếng Việt thì đọc từ Google dịch mà từ tiếng Anh sang tiếng Việt á, thì nó không có đồng nghĩa lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn hiểu chút vì về âm thanh rồi các bạn đọc thì các bạn sẽ hiểu được cái âm thanh nó như thế nào. Mời mọi người cùng Thiên Vũ Audio, chúng ta hãy đi tìm hiểu cái feedback là gì, chủ đề chính hôm nay. Ok, giờ Thiên Vũ vào web nha. Rồi thôi, vào web bằng nhanh đi. Ok rồi, bây giờ mọi người sẽ lên Google cùng Thiên Vũ, mình sẽ search là feedback audio. Đây nè, Thiên Vũ chuẩn bị sẵn, mọi người cùng xem feedback audio. Thì trong cái feedback audio các bạn thấy không, rất là nhiều video clip để Thiên Vũ phóng bự lên. Tại cái màn hình Thiên Vũ là tỷ lệ chia nó tới được các bạn âm được các bạn nhân viên tặng cái màn hình này, màn hình làm việc rất là đã, to lắm. Feedback thì bây giờ các bạn thấy ở trên clip này là rất là nhiều video chia sẻ về vấn đề feedback ở trong cái audio của mình. Thì các bạn có thể xem và chúng ta dùng những phụ đề để chúng ta học hỏi thêm kỹ thuật đó, để chúng ta tránh trường hợp mà chúng ta hướng dẫn khách hàng vấn đề là để sai hoặc là hàm ý chúng ta mà sai. Thiên Vũ cũng không phải là làm đúng gì đâu, nhưng mà Thiên Vũ mang tính chất là chia sẻ thôi. Thì nếu các bạn nào mà có cách hướng dẫn hoặc là đúng hơn thì hãy chia sẻ đến cho mọi người cùng xem, để làm ra clip khác. Còn clip Thiên Vũ có thể là không chuyên, nhưng mà Thiên Vũ mang tính đó là chất và thật. Rồi bây giờ chúng ta qua hình ảnh feedback. Rồi các bạn gọi chữ feedback hiện chữ chống hú luôn ngay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tận dụng đây. Ở đây có một tấm hình, Thiên Vũ bấm vào. Các bạn thấy tấm hình ở đây không mà mọi người? Tấm hình ở đây á, thì tại sao nó có những cái mũi tên là từ micro là aura. Các bạn dựa theo đường rao nha, các bạn đi theo hướng mũi tên là micro, aura, mixer, mixer nhận vào, sau đó aura, amply, và từ amply aura speaker. Speaker tức là loa đó, loa, thì sau đó nó lại xoay vòng lại cái micro. Thì các bạn đơn giản, các bạn nhìn cái hình này các bạn đủ hiểu rồi, là cái micro là cái số 1, đó là cái điểm đầu tiên nhận cái mic tiếng của mình. Rồi cái loa là cái điểm nhận cuối cùng, đó, điểm nhận cuối cùng từ tín hiệu micro đầu vào. Thì feedback á, cái tiếng Anh á, họ ghi là feedback tức là có nghĩa là quay trở lại, quay trở lại. Thì tức là cái micro các bạn nói ra thì cái những cái âm thanh mà bạn nói ra hoặc là cái gì mà chúng ta nói ra trong micro nó sẽ quay trở lại cái micro này. Đó, cái đó là người ta đại bàn về vấn đề feedback. Thì thường á, mà feedback á là âm thanh từ loa, mà nếu mà không triệt tiêu hết á, theo Thiên Vũ nghĩ á, theo cá nhân nha. Các bạn nào có cái nào giải thích dễ hiểu hơn thì các bạn giải thích cho mọi người nghe, hoặc là những comment để lại comment bên dưới để chia sẻ những comment nào đúng á, hợp lệ thì Vũ sẽ ghim comment đó lên cho mọi người chúng ta cùng theo. Thì cái feedback này á, tức là loa mà chúng ta mà chạy đến micro á, tức là nó sẽ hay hú là chỗ đó.
là lo mà chúng ta lớn quá mà micro thì nhận nhiều quá thì đâm ra gọi feedback nó là vậy. Còn nếu mà feedback này là dành cho những trường hợp là cái âm thanh nó bị xoay vòng, cứ lặp đi lặp lại, feedback nó là vậy đúng không mọi người, nó đơn giản hình dung nhưng mọi người hiểu, lặp đi lặp lại. Thì thường thường cái feedback mà từ loa mà để chạy đến micro, âm thanh mà của loa mà chạy thẳng qua micro, nó chỉ cần đi vô micro cái là hơi nào cũng sẽ rất là dễ gây hú. Đó là lý do của vấn đề feedback trong cái việc mà chống hú. Thì bây giờ trước tiên thì để tìm hiểu hình thì cái đó là chỉ là một mô hình thôi. Bây giờ mà mọi người cùng Thiên Vũ chúng ta sẽ search cái này. Ok. Ở đây có một trang cũng khá là hay cho các bạn mà chúng ta không có tìm hiểu về những cái trang ở nước ngoài, thì chúng ta có một trang này được, mình không biết là trang của bên nào, nhưng mà họ chia sẻ một giáo trình về cái âm thanh cũng lĩnh vực trong soundman thì cũng rất là hay. Người nào mà đã dịch ra cái một giáo trình này cho các bạn đọc ở Việt Nam thì mình cũng rất cảm ơn luôn, cá nhân mình cũng xin cảm ơn của web đó, của giúp cho mình học nhiều hơn, cũng như là mình dù mình cũng có coi nước ngoài nhiều, mình thường bây giờ mình coi nước ngoài nhiều, nhưng mà cái web này rất là quan trọng, giúp cho được rất là nhiều khách hàng nè, rất là nhiều các anh chị, các anh trong kỹ thuật chúng ta có thể học thêm nhiều đây, và Thiên Vũ chia sẻ và hướng dẫn mọi người vào đây để chúng ta hiểu biết hơn. Thì chúng ta sẽ là giáo trình audio đi cho dễ ra, giáo trình audio hay giáo trình soundman gì đó. Đó các bạn thấy không, không biết là web có ai sở hữu nhưng mà mình thấy quá hay. Rồi một lục tài liệu các bạn vô đây là trang Google, là khi mà Thiên Vũ sạch nè, Thiên Vũ cho 200, mọi người thấy không, ở trang Google là một là giáo lục là giáo trình soundlightingvn.com. Thì trong một cái giáo, tại vì mình Thiên Vũ đọc hết rồi, bây giờ Thiên Vũ tăng level đọc những cái trang nước ngoài không à, nói cho vui thôi. Thì ở trong cái mục này á, thì nó có cái mục gọi là chương 12. Thì cái chương 12 á, nó có nói về liên quan đến vấn đề và là từ âm thanh nè. Rồi nó cái chương 12 để Thiên Vũ đây, chương 12. Cẩm nang là cái mục lục 6 á mọi người, mục lục 6 nha. Cẩm nang dành cho soundman chương 12. Chúng ta click vào. Đó. Thì ở đây các bạn có thể thấy thì ở đây nó có vấn đề trang trí nè, trang trí đọc tiếng nè. Mình sẽ hướng dẫn sau đi. Bây giờ cái này cái quan trọng nè, cái đơn giản nhất là cũng rất là quan trọng, đó là khả năng và tính lực độ tay, sử dụng tay. Cái này tính sau. Rồi sử dụng EQ ở trên đây cũng có hỏi chia, ở trên đây nó là cũng có một giáo án là cho mọi người biết là EQ là gì. EQ viết tắt có chữ là equalizer đó mọi người. Thì Thiên Vũ ngày trước lên đi làm nhạc thường hay đọc EQ quen nên khi nó equalizer không hiểu, nhưng mà hiểu rồi, equalizer mọi người đọc ra gì vậy, nó gọi là EQ, BEQ, GEQ, nó là vậy. Rồi EQ ở trên cái giáo án này cũng có hướng dẫn mọi người cách EQ hoạt động ra sao. Nó cũng phân tích nè. Các bạn có thể dựa vào trang Thiên Vũ nha. Đi theo cái hướng dẫn của Thiên Vũ làm trên cái màn hình máy tính, mọi người sẽ tự nhà đọc nha, chứ còn ở đây Thiên Vũ không đọc hết mọi người được, rất là dài đó. Rồi tiếp tục chúng ta đi xuống, nó còn gì nè, đáp ứng phòng nữa nè. Nó nói cho các bạn biết về cái độ delay nè, rồi chúng ta dùng để đo RTA nè, coi pha xe để chúng ta đảo pha để cho nó đừng có bị delay, cái khóa phòng có delay và vị trí đặt lo như thế nào nè. Ở đây nó cũng chia sẻ các bạn khá là đầy đủ chứ không nên nói thiếu, nhưng mà họ chỉ là diễn tả sơ thôi, nhưng mà Thiên Vũ nghĩ là mọi người đã đọc như này cũng đã đủ rồi, hiểu. Còn những giáo trình kia mỗi chương nó dài lắm, nó chi tiết lắm đó. Rồi tiến trình nó làm nhiều cái lắm, rồi cho các bạn thử, khi mà chúng ta thử micro rồi nó nói chúng ta nên thử là 1 2 1 2 3 không á, 1 2 3. Ở đây nè các bạn thấy không nè, thì web sau đây quét không được ta. Ở đây nó cấm copy mọi người. Mọi người dựa theo cái con chuột của Thiên Vũ nha, mũi tên chuột nha. Ở đó có ngừng feedback nữa nè. Thôi đi vào vấn đề chính đi. Đâu rồi? Tìm nó coi. Feel và delay này không lâu này. Ủa đây. Ok, như vậy là mình đã tới cái mục chủ đề hôm nay của video clip lần này.
thì clip lần này sẽ cho mọi người biết được là feedback nó hoạt động như thế nào. Giờ Thiên Vũ sẽ đọc một câu trước của cái đoạn đầu ha. Mọi người không biết là màn hình nó có đủ rộng để cho mọi người đọc hay không. Thiên Vũ không biết nữa, chắc mọi người đọc được. Một trong những câu hỏi đó là tại sao luôn hỏi loại bỏ các feedback ra sao. Rõ ràng loại bỏ feedback là vô cùng quan trọng, trong khi không phải lúc nào cũng dễ. Những yếu tố liên quan đến feedback dễ gây ra những vấn đề này, do đó có nhiều giải pháp để thoát khỏi nó. Cái này cũng nghĩa từ tiếng Anh chứ tới tiếng Việt nè. Nhìn cái đồng ngữ đó nó không cân đối. Đầu tiên, phần lớn mọi người đều thấy mò là trên graphic với bắt đầu hashing tần số ra. Điều này loại bỏ những tần số feedback, nhưng nó cũng có thể phá hủy rõ ràng, rất quan trọng. Các bạn thấy không, cái chữ phá hủy. Rồi cái câu này cũng chưa nói với ý nghĩa gì, giờ mình sẽ đọc câu khác. Rồi bạn có thể thấy thiết bị gọi là feedback lại là tiếng Anh nữa, thì cũng rất là dở tiếng Anh. Exterminator gì đấy, hay super sock gì đấy. Super sock. Đừng bao giờ sử dụng nó. Bạn có thấy thiết bị gọi là feedback. Đừng bao giờ sử dụng nó. Các bạn hãy nhấn mạnh câu này không? Bạn có thể thấy thiết bị gọi là feedback, Exterminator rồi hay Super Resort. Đừng bao giờ sử dụng nó. Nó có thể loại bỏ feedback, nhưng nó cũng có thể vũ sạch, tức là vũ ở đây, tại vì ở đây là từ tiếng Anh đang dịch sang tiếng Việt các bạn. Vũ tức là loại bỏ đó, ảnh hưởng á. Vũ tức là vũ đi nè, đẩy đi á, sạch cả vô cùng đó. Thiết bị này là một công cụ cho ban nhạc ở quán bar nhỏ, hệ thống VA riêng của họ, chứ không phải dành cho kỹ sư chuyên nghiệp. Tức là các bạn, nếu các bạn là soundman, các bạn là kỹ thuật âm thanh, thì các bạn phải biết feedback. Nên clip này mình không tầm chọn ai nha, mình đừng nói mình làm clip này để nói về những người đã hướng dẫn trên YouTube rồi mình đi dìm hàng họ không. Thì cũng mình chắc chia sẻ nha, mọi người coi clip mọi người hãy ủng hộ Thiên Vũ, chứ không phải kỹ sư chuyên nghiệp. Rồi Thiên Vũ đọc tiếp. Nếu bạn nhìn thấy một cái đó trong hệ thống, bạn nên nghiêm túc đặt câu hỏi về người đã đặt nó. Feedback Estimation. Rồi, phát hiện tần số bị feedback, tức là phát hiện tần số, tức là phát hiện tần số là từ cái loa mà nó phát hiện những cái dãy tần nào mà chạy vào cái micro á mọi người. Nó chạy vào cái micro á, vậy cho dễ hiểu, cái vụ phân tích vậy. Nó chạy vào cái micro, nó quay là cái tiếng nó thể đủ lớn, hoặc là cái dãy tần ký đó, hoặc là tiếng bass nè nó nhỏ, nhưng mà tiếng chung nó lớn quá thì cái nó có thể đi xa hơn và nó sẽ chạy vào micro, cái đó là feedback á. Thì đó là bị giải phát hiện giải tần feedback đó và giảm tần số đó ở mức độ nào đó cho đến khi ngừng feedback. Mọi người hiểu không? Tức là khi tiếng chung nó vào thì nó sẽ hú, và khi các bạn xài chống hú tạm thời á, những thiết bị hỗ trợ công cụ ngoài feedback, thì giống như Thiên Vũ đã làm clip mà so sánh giữa vang số JBL KX180 và vang số Panamax hãng Việt Nam. Tại sao là cái đó, thì các bạn xem video clip đó thì các bạn sẽ hiểu là Thiên Vũ đã giải thích cái này rồi, nên Thiên Vũ sẽ không giải thích lại để tránh mất thời gian mọi người. Thì đó, các bạn thấy hoạt động sao? Rồi nó sẽ ngừng, tức là nó sẽ đầu nó giảm đi xuống á, nó không cắt nữa. Nó giống như bộ máy nén Corpsor, nhưng mà hàng này nó không chuyên về Corpsor đâu, Corpsor là khác. Tôi chưa bao giờ thấy nó hoạt động tốt ngay sau khi tần số bắt đầu nhô lên. Nó sẽ lấy tần số đó ra mặc dù chưa gây ra feedback. Mọi người hiểu câu này họ nói gì không? Họ nói cái câu này á là đôi khi cái feedback các bạn sử dụng ở ngoài á, là nhiều khi á, nếu mà các bạn dùng compressor, các bạn đặt được cái ngưỡng á, gọi là dB á, thì nó chính xác hơn. Còn cái này họ đang thông báo các bạn là nhiều khi nó chưa có hú mà cái feedback này nó đã hoạt động rồi. Đó, cái câu của họ là ám chỉ vấn đề điều đó. Nhiều khi feedback, tức là nhiều khi chưa hú mà thiết bị này đã hoạt động rồi. Và những bạn audio, những bạn ở trên YouTube nói feedback
có phải là gây ảnh hưởng đến micro hay không? Họ không hề nói sai nha mọi người, hoàn toàn không sai. Nếu là một soundman là họ không hề nói sai. Các bạn hãy đọc những giáo án ở nước ngoài rất là nhiều. Các bạn sạch bằng tiếng Anh đi, giáo trình audio hay là giáo trình soundman, các bạn sạch bằng tiếng Anh là nó sẽ ra những giáo án của tiếng Anh các bạn dịch ra tiếng Việt. Các bạn đọc thì các bạn sẽ nhận ra được đó là những người, những khách hàng có những quan điểm đó, họ không hề sai, họ luôn đúng và họ có những cái nhìn nhận đúng, chính xác. Rồi, giờ mình sẽ đọc tiếp. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét về patent của Micro sẽ giúp bạn tăng ngưỡng hú, gain, buffer feedback. Tuy nhiên, vài cái khác để suy nghĩ nếu bạn gặp vấn đề về feedback, tức là các bạn đang gặp vấn đề về hú, hãy di chuyển loa, tức là họ đang muốn các bạn di chuyển loa, tức là chúng ta sẽ bố cục lại cái vị trí đặt loa, hay gọi là, đây các bạn biết loa là Thiên Vũ đã chỉ cho mọi người xem thông số ở clip lần trước, là chỉ mọi người cách xem thông số kỷ lục của loa, kỹ thuật của loa, thì ở khi mua loa mới nó đã có thông số kỹ thuật rồi, hãy dựa vào đó và mọi người đánh giá, và chúng ta dựa vào cái thông số kỹ thuật đó mà chúng ta bố trí như là góc phủ, góc mở rộng, góc cao và dB. Khi mà đạt tới cái vị trí mà các bạn ngồi là còn bao nhiêu dB thì các bạn dựa vào hết toàn bộ cái đó để chúng ta đặt vị trí loa phù hợp đó. Họ kêu là đừng nên sử dụng feedback, mà thay vì sử dụng feedback các bạn nên thử một lần thay đổi vị trí loa, đặt loa cho phù hợp đó. Họ luôn này các bạn thấy nha, các bạn đây có dòng chữ đàng hoàng. Rồi, ở đây là cái giá nè, giáo trình sound collecting rồi đó. Đó, xong nó can thiệp. Đó, hay lo nó can thiệp vào micro quá nhiều, tức là các bạn đặt lo sai á, là cái lo nó chạy thẳng vào micro là gây gọi là feedback, nó muốn nó quay trở lại, nó sẽ gây hú. Đó, các bạn ý họ đang mình nó đặt lo sai, hãy thử di chuyển lo một vị trí nó phù hợp hơn. Đừng để lo âm thanh đi chạy vào cái tai mic này. Hãy bố trí micro gần nguồn âm thanh hơn. Đó. Ok. Rồi. Đọc tiếp đoạn câu cuối nào là coi như là hết chương 12, tại vì feedback là cái cuối chương rồi nha mọi người. Feedback không chỉ rất khó chịu mà nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều đầu tiên bạn cần là phải nhận thức được những cái gì tiềm năng bị feedback. Tức là họ muốn cái này nó nói lên là các bạn phải, họ muốn là các bạn phải biết được là cái mình đặt vị trí lo như thế nào, rồi chúng ta nhìn cái không gian, tức là họ muốn là bạn phải nhận thức là giống như Thiên Vũ mà đi khảo sát những cái phòng, những công trình á, thì chắc chắn là sẽ dựa đi vào đó rồi sẽ nhìn là cầu thang của khách hàng nè, góc mà khách hàng đặt lo nè, chỗ khách hàng để kệ tivi nè, bộ sofa của khách ngồi là kệ gỗ hay là bằng vải nỉ tiêu âm được nè, hay là tường khách hàng sử dụng hot shop, hay là có những khoảng khe hoặc là sắc kẽ, hoặc là trần khách hàng mà có những thiết kế design mà kẽ để thiết kế á. Đó, cái đó cũng là một phần mà gọi là suy giảm âm thanh. Nó không phải là tiêu âm mà nó gọi là nó, khi mà các bạn tại sao mình hôm nay chia sẻ thêm này nữa là các bạn biết tại sao những góc phía sau lưng mà cái showroom Thiên Vũ lại để cái màn cỏ giả bằng nhựa không? Nó không đơn giản là chỉ là trang trí, mà là Thiên Vũ để cái thảm cỏ ngay chỗ đối diện với lại rất là gần, cự ly chỉ 2.5 mét thôi. Đó, rất là gần. Nhưng mà tại sao khách hàng đến Thiên Vũ hát họ nói là không hề nghe bị delay? Thứ nhất, Thiên Vũ sẽ chia sẻ mọi người luôn. Thứ nhất là không gian Thiên Vũ nhỏ, mở lớn, ca không hú là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa là đó chính là nội thất Thiên Vũ rất là nhiều. Khi mà nội thất nhiều là tức là rất là nhiều góc cạnh với nhau. Cái thứ hai, bộ mà thảm cỏ của Thiên Vũ á đặt ở phía sau á, một ý định của Thiên Vũ là trang trí là thứ nhất, và cái quan trọng nhất á đó chính là tán âm á. Ở đây không phải là tiêu âm, tức là khi bạn đi vào thì nó mất luôn, đó gọi là tiêu âm. Còn tán âm tức là tần số sóng âm thanh khi mà đi qua, ở vì giống như là Thiên Vũ đã ví dụ mọi người qua vấn đề mà tán âm bằng bia, các bạn quýnh bia không, và có phải là các bạn quýnh một băng hết lực mạnh nó sẽ chạy nhanh và từ từ nó chậm lại, thì decibel sóng âm thanh nó cũng như vậy. Khi mà các bạn tạo ra nhiều ngõ ngách quá thì sóng âm thanh nó bá vào lá cỏ này, bá vào lá cỏ kia, nó được xéo và nó đá qua lại trước khi mà nó quay trở ngược lại cái micro này á, thì sóng âm thanh nó đã suy giảm yếu rồi, các bạn hiểu không?
giống Bia, các bạn quấn thì nó yếu rồi, giống như chúng ta quấn Bia Barbie mà chúng ta quấn hết lực luôn, mà bây giờ nó sắp tới đụng Bia thứ ba là mình đã quấn được cái Bia đó rồi, nhưng mà nó chạy yếu quá, nó không tới được Bia đó. Y như vậy, âm thanh của Bia như vậy luôn đó. Thì đó là lý do thì cũng đặt thăm cỏ để tán âm, để cho âm thanh không gian thì cũng rất là nhỏ mà mở rất là lớn mà không hề bị delay. Hai nữa là không hề bị hú, vì đơn giản thôi, mình xử lý dụng. Rồi cái kế đến nữa chính là thảm. Các mọi người thấy Thiên Vũ hay quay clip review hay đặt một cái thảm, thì cái thảm đó là Thiên Vũ dành cho tiêu âm và giảm nhiệt á. Thiên Vũ theo Thiên Vũ nghĩ được gọi là giảm nhiệt đi, thì bản thân nó hút âm nhưng mà nó hút không hết đâu. Thiên Vũ dùng một cái loại thảm sợi bông rất là dày để triệt tiêu đi những tầm âm, tần số âm thấp, tức là loa sub, đó chính là loa sub, để triệt tiêu đi bớt, để cho nó bớt gây ù trong không gian đó. Đó, cái đó là. Rồi ghế sofa Thiên Vũ ngồi nè, ở showroom của Thiên Vũ á, ghế sofa Thiên Vũ ngồi là Thiên Vũ vẫn là chọn vải nỉ, vì vải nỉ có thể tiêu âm. Khi mà xét phòng âm thanh mà gặp khách sử dụng ghế gỗ thì nói chung là một phần vấn đề là phải cố gắng tối ưu, mà cố hết sức để xử lý cho khách, chứ làm sao mà bán bộ vàng mà các bạn kêu khách thay nguyên bộ ghế sofa của khách, và nhiều khi bộ ghế gỗ 200-300 triệu của bộ ghế của khách, các bạn kêu đi thay vải nỉ, nó rất là vô lý. Chúng ta là một kỹ thuật âm thanh thì khách hàng họ có gì mà hãy tận dụng những thiết bị mà mình đang có, sử dụng những cái món mà chúng ta có đủ đầy đủ đồ chơi để hỗ trợ cho tối ưu nhất cho khách hàng thôi. Chứ còn để mà tuyệt đối thì 100% thì cũng không được đâu. Còn video clip lần này cũng Thiên Vũ chia sẻ thêm cho khách hàng hiểu thêm một vấn đề là khi các bạn test âm thanh ở cửa hàng á, ở các showroom của các bạn đi mua hàng á, thì có thể các bạn cao đó là hay, nhưng mà khi các bạn mua về kỹ thuật thanh xét, các bạn sẽ không nghe được giống như các bạn đã từng hát thử tại showroom 100%. Một là các bạn sẽ ca chất lượng sẽ giảm hơn 20-30% so với cửa hàng thanh. Hai là phòng bạn là quá tuyệt vời, phòng bạn tán âm tiêu âm tốt hơn ở showroom là sẽ hay hơn cả chỗ là bạn test đó. Cái này các bạn lưu ý, và khách hàng cũng nhớ điều này và Thiên Vũ chia sẻ đến cho khách hàng, thì khách hàng sẽ biết và chọn lựa mua cho mình những dòng sản phẩm phù hợp. Rồi mình đây quay lại cho tiếp những chia sẻ đó, rồi thì những cái chia sẻ này đều liên quan với đề feedback tất cả, chứ không phải là Thiên Vũ nói về ngoài luôn. Để chúng ta hãy đọc tiếp nha. Có một công cụ thực sự tốt để phát hiện ra những tiềm năng này là đôi mắt của bạn. Các bạn thấy không? Ở nước ngoài họ xử lý những cái gì rất là đơn giản. Họ nói là, tức là khả năng bạn đánh giá, các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ đón, bước vô nhà đó các bạn sẽ hiểu, cái thằng này nó sẽ delay, nó phản hồi tiếng, nó sẽ bị dội, cái góc này là cái góc tù có thể là bị dội âm và âm thanh siêu dồn vào đó rất là nhiều, tạm làm ra một tạp âm. Có thể thì bạn nghe tiếng bùm ở đây nhưng mà đâu đó ở trên góc trên kia nghe lùm bùm nhỏ, ví dụ vậy. Rồi tiếp tục, nhìn vào vị trí mic caro để coi, đây mình đây đọc cái đoạn này là nhìn vào vị trí mic caro để coi mic caro nào gần lo quay nhất là họ đang nói á. Các bạn nhiều bạn test lo á, bản thân thì cũng test là để cho mọi người thấy khả năng mình setup mình cho sạch thôi, chứ thì cũng không thể hiện là mình đang chống hú tốt, cũng không hề thể hiện chống hú tốt rõ ràng, đúng không? Thì cũng đã có nhiều clip chia sẻ vấn đề này rồi. Thiên Vũ không thể hiện là mình đang chống hú tốt, mà Thiên Vũ là khi mà các bạn là nó đang nói, các bạn là nhìn vào vấn đề thì đâu có ai mà karaoke gần lo quá, nó cũng đang đánh giá khi mà bạn để lo gần micro quá là nó sẽ hú, đó là nguyên tắc và chắc chắn điều này ai cũng biết, nhưng không nhất thiết là phải đứng gần micro, phải đứng gần cái loa karaoke chúng ta hát đó. Bây giờ bạn đứng gần cái nào thử, ở ngoài trời mình không biết như thế nào, nhưng bạn thử set ở trong phòng đi, bạn chỉ cần đứng xa thôi, phòng đã bị delay, đã bị dội rồi, âm thanh nó đã bị tạp âm rồi, cỡ nào cũng không có chạy đâu được cả, đó là nguyên tắc về âm thanh rồi. Đó, thì cũng nói về như vậy. Rồi đó, mình sẽ quay lại trở lại câu đó, nào gần nhất, sau đó suy nghĩ là micro này thường cần input gain là bao nhiêu. Đó, tức là họ đang nói về các bạn là khi mà các bạn gặp cái micro lo gần vậy, tức là chúng ta hãm cái micro lại, tức là làm sao cân gain micro và dB đầu ra của loa với gain đầu vào micro á,
cho mọi người dễ hiểu, đó là ghét nôi. Cái ghét nôi là đừng có cho lo lớn quá mà micro thì cũng lớn quá, mà cuối cùng mình lại ở gần nhau thì lo đủ lớn, decibel nó đủ đẩy cái tần số sóng âm nó đi vào micro đó, thì nó sẽ gây tạo ra hiện tượng feedback và gây hú đó. Rồi tiếp tục, điều khác nữa là tìm người hay vật nào đó ở phía trước micro. Điều này liên quan đến sự thay đổi đáp ứng phân cực của micro. Tức là các bạn, đó như là những vấn đề mình nãy Thiên Vũ đã chia sẻ về tiêu âm rồi. Đó, Thiên Vũ đọc tiếp. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn vào chương trình tiếp theo. Thì ở đây nó chỉ nói phần bản dung chung thôi, vì cái giáo trình này mà có thể người ta không dịch hết đâu, tại vì Thiên Vũ đọc những giáo trình nước ngoài họ dài lắm. Bạn đọc một cái vấn đề feedback mà bạn lật mấy trang luôn, cực kỳ dài luôn. Mà mình phải là vừa đọc cái nội dung mà vừa phải suy ra một cái nội dung tiếng Việt rõ ràng, sau đó chúng ta sẽ lên YouTube và xem những cái anh chị ở nước ngoài, các nước bạn, họ là những người sản xuất mà họ là sản xuất ra những hệ thống âm thanh này, chúng ta học họ thêm, thì chúng ta cộng đúc kết nó lại để thành ra một kinh nghiệm cho mình đó. Thì Thiên Vũ cũng không có kinh nghiệm nhiều đâu, Thiên Vũ chỉ có là chia sẻ nhiều thôi chia sẻ nhiều cho mọi người thôi. Rồi mọi người cần gì nữa không? Hình như đọc cũng hết rồi, hay bây giờ mình đọc tiếp đi. Còn như thế nào, nhưng bây giờ chỉ cần hiểu khi bạn đặt đối tượng ở phía trước micro, hiện tượng này sẽ phản dội, nếu mà dịch chuẩn nó sẽ là phản xạ âm, phản dội âm thanh vào mặt trước của micro. Nếu ai đó nói vào micro thay vì chỉ thu nhận âm thanh ở phía trước của mic, bây giờ nó còn thu âm thanh từ xung quanh. Ô, giống như Thiên Vũ đã chia sẻ clip mà chỉ mọi người cách cầm, Thiên Vũ đã làm video chọn micro nào hay, cách sử dụng micro hay, đã nói điều này rồi. Và Thiên Vũ không nghĩ là mình đã nói trùng trường hợp với vấn đề này luôn á, tại vì Thiên Vũ đọc rồi mà Thiên Vũ không nhớ, Thiên Vũ chỉ hiểu thôi, Thiên Vũ không nhớ có ăn đâu, nhưng mà lại trùng này đó, cô lo ở mặt trước của micro để còn xung quanh và hai bên phía sau. Điều này có thể do lo quay. Nói ngoài ra, rất có thể là bạn sẽ chạm vào hay vừa sờ vào channel bắt đầu bị hú. Nếu cái gì đó bắt đầu bị hú, bạn cần phải hành động nhanh. Làm cam cái này nhìn mắc cười, nó kêu làm cam thì mute, nó có biết là làm cam tức là tắt tiếng đi á, mute tiếng này mà mute đi, có nhiều người nói mute, người là nó mute, thì nói chung Việt Nam mình không hiểu là mute tiếng là làm cam, mute channel sẽ tắt, sau đó sẽ kéo fader này, thì các bạn có thể hình dung nó là volume ha, thì fader ở trên mixer bàn gọi là fader, cái để line, còn ở trên đây các bạn gọi là cái volume này dễ hiểu, một cái fader xuống, nhấn nút OT bắt đầu đẩy nó trở lại đó, để hoàn toàn kiểm soát được cái feedback. Tức là khi nó nói bạn đang hướng dẫn các bạn là khi bạn phát hiện tần số hú, hãy kéo giảm like nhỏ lại xuống, hoặc là tắt mút xong mở lại và đẩy lên lại từ từ. Thì thường cái này á là nó sẽ, các bạn mua feedback 2.0 đồ những cái ở thị trường bán nhiều á, thì nhiệm vụ của feedback đó là nó làm này cho mình đó mọi người, nhưng mà chúng ta sử dụng nó sẽ bị méo tiếng, nó chỉ có vậy thôi. Thì thay vì chúng ta làm thủ công thì nó có máy hỗ trợ cho mình những vấn đề đó, nó sẽ hãm giùm chúng ta, đó là gọi là feedback. Nhiều khách hàng feedback là gọi là chống cú, bản thân không phải là chống cú, nó phải là chống cú mà là nó là hoạt động khi nhận tần số khác, và nó hoạt động giùm chúng ta là nó kéo giùm tần số đó xuống giùm ta, và thay vì chúng ta phải dùng tay thì nó sẽ dùng giùm mình cơ động thôi, chứ không phải là thiết bị để chống cú đâu. Bản thân không có thiết bị nào phải là chống cú đâu, nhưng mà do người Việt mình nói chống cú để dễ hình dung là chúng ta sử dụng cái đó thì nó đỡ hú hơn, đó là rõ ràng và Thiên Vũ công nhận điều đó. Và các bạn mà Thiên Vũ biết là cái feedback 2.0 đó là do người Việt mình hay là do ai chế á, nhưng mà Thiên Vũ cũng đánh giá cao về feedback 2.0 đó, họ sản xuất ra, họ tính toán nó rất là hay. Dù là trong soundman Thiên Vũ không làm, hoặc là những người chuyên nghiệp họ không dùng đến nó, nhưng mà đối với gia đình, tại vì bạn biết sao, tại vì gia đình không phải nhà nào cũng có một cái không gian âm thanh tốt đó. Tại vì có những trường hợp giờ bạn xài đồ ok, có máy đi nữa mà kỹ thuật và chỉnh không tới nữa, là cái feedback đó, cho dù bạn không biết về kỹ thuật, bạn chỉnh có sai nhưng mà các bạn gắn feedback vô là chống hút được liền, nó rất là tốt.
nghĩ ra vấn đề mình tạo ra cái thiết bị đó là tuyệt vời luôn, đánh giá rất cao cho người mà thiết kế ra cái con đó. Nhưng mà ở đây thì cũng nói vậy, nhưng mà không phải là khuyến khích mọi người không mua hoặc khuyến khích mọi người nên dùng nha. Cái đó là Thiên Vũ chia sẻ, cái đó là quyết định của mọi người và tùy theo trường hợp và chúng ta áp dụng. Rồi, hầu như là hết rồi. Để đọc câu cuối đi. Thật sự, cách loại bỏ feedback tốt nhất là sử dụng đôi tai của bạn lắng nghe đang xảy ra cái gì. Thiết bị chuyên nghiệp được xử lý thường xuyên không có bất kỳ vấn đề gì. Tức là nói những thiết bị mà sử dụng được đồ chuyên nghiệp á, thì nó sẽ không có vấn đề gì, nó sẽ không có bị feedback đâu. Đó, mà chật vật tìm. Vì vậy nếu bạn đang chật vật tìm cách hạn chế feedback, sau đó rất có thể sẽ có cái gì đó sai trái với một phần của thiết bị khi bạn đã setup. Thì cái câu cuối này họ đang muốn nói cho chúng ta là khi mà âm thanh chúng ta đã chỉnh chuẩn rồi, nếu các bạn gắn feedback vô là nó đã nói thẳng ra luôn là nó sẽ bị méo. Đó, nó thẳng như vậy là, hoặc là nó ví dụ như là các bạn sử dụng con feedback này vô thì tiếng nó sẽ bị chênh lệch tí xíu, tại vì các bạn rõ ràng là feedback các bạn là cắm micro vào feedback và feedback đi out ra mixer, chứ không phải là ngược lại, chứ không phải là các bạn đang cắm micro trực tiếp vào mixer. Nên các bạn nên nhớ là feedback các bạn mix từ micro các bạn cắm vào feedback và feedback nó cắm vào mixer. Đó là lý do mà nên là khi mà chúng ta sử dụng feedback thì chúng ta sẽ, khi các bạn ở gia đình chúng ta có một bộ dàn âm thanh rồi nhưng mà hú hoài, khi mà các bạn mà mua feedback về chúng ta dùng á, thì chúng ta phải nên setup âm thanh lại, vì feedback nó sẽ không còn giữ nguyên bản cho mọi người đâu, vì nó tập trung vào vấn đề là xử lý chống hú và nó giảm thiểu hú cho mọi người thôi. Đó là một bài toán mà người Việt chúng ta cực kỳ hay gặp, nếu mà setup không tới cực kỳ hay gặp là sẽ sử dụng feedback. Mà nếu các bạn đã sử dụng thì hãy nên cân đối cái feedback lại, tức là không phải cân đối feedback nó đã làm được tuyệt rồi. Các bạn chỉ cần cân đối là cái dải âm của micro mình và cái micro của mình thôi, tại vì feedback nó giải quyết cho micro mà, chứ nó không phải là nó giải quyết cho cái nền nhạc. Nên mọi người cân chỉnh các EQ hay chỉnh bass shape gì trên micro á thì mọi người làm lại. Ok, rất là mệt, nói sơ sơ chứ cũng khá là lâu. Nãy giờ Thiên Vũ đã chia sẻ, ở đây Thiên Vũ chia sẻ thêm để mọi người, các bạn soundman, các bạn kỹ thuật âm thanh có thể dựa vào đây và các bạn có thể học tìm hiểu thêm. Nếu có thời gian rảnh rỗi, Thiên Vũ sẽ làm clip chia sẻ mọi người thêm những gì cái hay mà Thiên Vũ cũng học của những người thầy, học của những người anh em và học của những người bạn ở nước ngoài, để tăng kiến thức cho cá nhân của mình. Thì Vũ cũng muốn cái điều này mang đến cho khách hàng chúng ta nền tảng kỹ thuật rồi luôn cả khách hàng cũng vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng tiến triển và level nó cao hơn. Ok, nó có rất nhiều, nó RTA như thế nào nó nhiều lắm rồi, các bạn cứ vào cái link này nha. Mình sẽ chia sẻ trước khi mình kết thúc đó, thì mình sẽ cảm ơn hai vấn đề. Thứ nhất là cảm ơn về trang web này. Thì cũng có một thời đọc cái trang web này khá là lâu, nó rất là dài, cũng khá là lâu. Rồi cái thứ hai là cái người mà đã tạo web này chia sẻ cho người Việt Nam, có thể là người Việt Nam hoặc là kỹ thuật chúng ta chưa biết cái trang web này nhiều, thì hôm nay thì cũng chia sẻ mọi người thể tham khảo thêm để chúng ta có level kỹ thuật cao hơn. Cái thứ hai nữa là mình làm clip này là mình cũng xin là cảm ơn các bạn cũng như là các fan ở trên YouTube đã luôn luôn ủng hộ Thiên Vũ. Có nhiều người cũng hay comment chửi nhưng mà Thiên Vũ không thích chửi, ai nói thì ai làm Thiên Vũ không thích gây lộn với nhau với ai cả. Nhưng mà chúng ta muốn góp ý thì chúng ta góp ý cho văn minh tí xíu, thì những người mà góp ý văn minh thường thường Thiên Vũ sẽ comment, sẽ reply lại, còn mà đã không văn minh thì miễn nói chuyện vì không cùng level đó. Đó là một cái cảm ơn cho tất cả anh hàng đã theo dõi channel của Thiên Vũ. Các bạn muốn Thiên Vũ làm những clip gì hãy để lại comment bên dưới, chia sẻ và đóng góp cho Thiên Vũ hãy cũng để lại comment bên dưới. Thiên Vũ xin nhận hết tất cả những đóng góp và những chia sẻ của mọi người, cho cũng nhận hết đóng góp của tất cả các anh em trong âm thanh. Cái thứ hai là mình cũng cảm ơn các bạn mà đã bán cái feedback này nè. Mình làm cái video clip này mình không dìm hàng các bạn đâu, mà mình làm cái video clip này là mình muốn chia sẻ cho mọi người am hiểu hơn, tại vì bản thân khách hàng mà không mua feedback rồi nhiều khi cũng không được, nó tùy theo trường hợp. Có thể những nhà không cần mua nhưng mà những nhà mà đã quá dội rồi, những không gian mà quá tệ rồi, xử lý cỡ nào cũng không tới, thì feedback này nó quan trọng và đó là một giải pháp tối ưu tốt nhất trường hợp
phẩm bí bách cuối cùng các bạn phải cần đến nó. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Nhớ đừng quên ủng hộ Thiên Vũ, bấm like, nhấn subscribe và nhấn cái chuông có thông báo để xem những video clip theo dõi, những video clip mới nhất của Thiên Vũ chia sẻ đến cho mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại và mọi người trong video clip lần sau. Chúc ngủ ngon.